Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. See you here. Scary Horror Game. Đây là một tựa game See you here của thuộc của hãng Boogie Game. Ok, let's go. Let's go. Không. Ok. Rồi mình sẽ phải cẩn thận, không thì Huyền sẽ xuất hiện đây. Wow, đang kia. Wow, anh em ơi, chạy đã, đi sao? Bây giờ thì mình sẽ phải ra đấy để lấy một khẩu súng. Trong ngôi nhà lấy một khẩu súng AK. Oh my gosh. Đạn thì không đến, không biết để đâu rồi. AK này thì chưa có đạn. Ok. Oh my gosh, đi bắt rồi. Wow, wow, wow. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ hai. Play. Let's go. Level 1. Xin hiên đang ở đây. Đây rồi. Đây là một tấm bản đồ bị rơi. Let's go. Ok. Chiếc rìu. Nhưng mà ba là gì? Đó là mình đi chạy sang đường bên kia. Ồ, đây có một cô làng đang bị sói ở đây. Wow.
Level 4. Chưa ok. Vẫn vào chỗ cũ. Này chắc là mình sẽ phải giải cứu cô bé này. Thoát khỏi cái lồng cũi ra. Let's go. Ok, và level cuối cùng này các bạn phải đi tìm một con thuyền làm sao để trốn thoát khỏi hòn đảo này. Mình sẽ đi tìm. Đây rồi, ở đây có một cái gì đó. Hòn đảo đây. Mình sẽ ra đây. Trốn thoát hòn đảo nào. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ 3. Siren here. Horo Suviva. Let's go. Đây là một con thuyền nó bị cháy. Rồi, mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Đây có những cái gì đó. Mình sẽ phải tìm xem có gì ở đây không. Cái này thì không lấy rồi, bắt buộc phải dùng cái gì đó để lấy được một cái tu vít. Ở đây thì sẽ không có tu vít. Ok, mình sẽ sang căn phòng tiếp theo. Sẽ có gì không? Wow, thiếu oxy bao nhiêu. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ đưa ra con thuyền. Tôi chết rồi, gặp xin đến hiệu. Wow, khi gặp Siren Hill là mình chảy máu luôn, tài thật. Ở đây thì mình sẽ lắp ở đây. Mình lắp vào đâu đây. Ok, không biết đã chạy chưa. Lên đây vận động rồi. Đây còn thiếu một cái, đó chính là một cái que. Không biết là ngôi nhà nào đây. Mình sẽ tìm tiếp xem. Oh my gosh. Thiếu một cái que. Mình thử vào ngôi nhà này xem thế nào. Ngôi nhà này rất là xa luôn. Đi qua một con sông.
Ôi nhà này không có gì. Chỉ có hai ngôi nhà cạnh nhau này thôi. Ok, let's go. Chắc chắn trong này sẽ có một cái gì đó. Đi sang chăng? Mời đi sang. Một cái que. Không có cái gì ở đây. Các bạn phải tìm đủ mọi thứ thì lúc đó các bạn mới thoát được khỏi cái nơi này. Ở chỗ máy bay này chắc không có gì rồi. Mình sẽ vào trong ngôi nhà này xem. Một cái móc xích. Một chiếc gì. Và chiếc gì này làm cái gì? Mới có phải là bổ một cái gì đó không? Để một cái que. Không phải bố gì cả. Có một loại phải sang một ngôi nhà khác. Đây là một trò horror game giải mã. Giải mã một cái gì đó. Không biết dùng chiếc diều này để đập cái gì nào. Đó, các bạn có thể tìm. Và theo mình nghĩ thì chắc chắn nó sẽ nằm ở một trong ba ngôi nhà này. Ngôi nhà cuối cùng kia thì chắc chắn nó là có rồi. Bởi vì những hai ngôi nhà này thì mình tìm nó chưa có cái nào. Đó, và mình sẽ phải chuyển sang tựa game tiếp theo thôi. Tựa game thứ tư. Xin hiểu, how a pro. Let's go. Ok, mình sẽ mở ra. Vào trong ngôi nhà này nào. Wow. Ok, và mình đang bị rốt ở trong một căn phòng. Ở đây thì bắt đầu mình phải đi tìm. Tìm cách tháo còng tay ra. Tự game này thì điều khiển hơi khó một chút các bạn nha. Khi các bạn chơi, các bạn phải chơi bình tĩnh một chút. Nếu không thì các bạn điều khiển nó rất là khó. Ok, mình sẽ mở cánh cửa này ra. Đó, mình đủ lại. Chị em xin hiểu đang đi hướng nào. Giờ nó đang đi hướng này, mình sẽ lôi ra ngoài, đi ra ngoài đây. Chạy đến cái điểm mà người ta cho. Rồi, ok. Tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo.
go to the main door. Ok, mình sẽ phải xuống dưới rồi. So let's go. Ok, ở trong này thì có một chiếc chìa khóa trong một ngôi nhà. Mình sẽ phải lấy một chiếc chìa khóa này, sau đó chạy đến điểm đây. Theo mình nghĩ sẽ ở dưới tầng. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cơn thứ 5. Play. Let's go. Ok, ở đây là một cái lán này. Một chiếc máy ảnh. Mình sẽ lên đây và chụp cầu ảnh của Siri Hill. Vào đây rồi. Đang đi chuồn vào để mở cầu dao thì lại không được. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới đây tiếp theo. Play. Day one. Ở trong những cái phần này, phần đầu này thì các bạn sẽ phải tìm 3 ngôi nhà. Sau đó thì các bạn sẽ giải mã 3 cầu đố. Lúc đó thì các bạn mới hoàn thành được game phần đầu của tựa game này. Ok. Và mình sẽ phải nhập một chiếc đèn pin.
Cánh cửa đâu rồi? Đây rồi. Ở trong này sẽ có một chiếc máy bay đặt lên. Rồi, let's go. Rồi, mình sẽ ra ngoài. Mình phiêu bay ra kia để cho City Hill nó tưởng ở nó thì nó sẽ sang, lúc đó thì nó sẽ không để ý mình. Ở đây thì cẩn thận các bạn dễ bị lạc trôi nhá. Đây thôi. Rồi, let's go. Giải đấu một cái đầu tiên. Xem ở đây có đường đi chỗ khác không. Chết rồi, đi xin hiệu bắt rồi. Oh my god. Wow. Rồi, ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Ở đây bị chiếc chìa khóa rồi. Đây rồi. Đó bị khóa thì mình sẽ có chiếc chìa khóa này và mở ra. Ok, cánh cửa đã mở ra. Mình sẽ vào trong. Khi vào trong thì các bạn sẽ bị xin hiệu bắt mất. Vào đây, anh chàng cảnh sát này đã vào trong và đã bị anh xin hiệu bắt mất. Ông ta đánh ngất các bạn và ông ta để các bạn vào một khu. Bây giờ các bạn phải tìm cách để làm sao để tìm trong này xem có người nào không. Đây là cái gì đây? Ok, một chiếc rìu. Khóa cửa là. Utter and Utter Zerger. Ở trong này thì có một cô gái, các bạn đi cứu cô gái này. Help me. Ok, ở đây có một cái gì đó. Một chiếc dao trổ. Ta đang bị trói đây. Sau này có xin ở kia. Mình phải tìm cách đi đường nào trốn thoát khỏi ông ta. Ông ta đi xung quanh đây. Oh my god. Cô gái này sẽ đi theo mình. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái game thứ 8. Horror City Hill.
lời bố anh. Ok. Phần này thì hình như là mình sẽ phải lên trên tầng 2. Đây rồi. Một chiếc chìa khóa. Level 2. Ok, let's go. Một chiếc ba lô. Các bạn nhìn theo cái bản đồ này nhá. Sau đó các bạn cứ đi theo và tìm đúng cái bản đồ đó là các bạn sẽ hoàn thành được game. Level 3. Ok. Let's go. Mình đã đi giải cứu anh chàng này. Một cô bé bị bắt cóc ở đây. Level 4. Level 4 biết là gì đây? Không phải ngôi nhà này. Đây rồi. Sữa. Cái này ở dưới tầng rồi. Ông ta đang ở đây. Và mình sẽ chạy vào điểm kia. Okay, let's go. Scary here. Một oan. Rồi, phần này thì mình sẽ đi thu thập những anh chàng Kerry và Danny. Ok, tiếp tục. Ở đây có 9 người, bắt luôn. Mười người bắt tiếp. Xem anh chàng này chạy đâu. 13 người rồi cơ, kinh đó. Rồi tiếp tục là wow, anh chàng này có 5 người rồi. Mình mới có 4 thôi. Rồi lên 5. Wow. Đây 10 người cơ. Bán mấy cái này. 2. Vào đây bắt luôn. Rồi, 10 người ở đây nữa xong. Mình sẽ bắt. Chứ không để anh ta thu thập nữa. Ok. Let's go.
một anh chàng là 7 người trên này. Đi đường này thôi. Let's go. Không biết có gặp được anh ta không. Anh ta đang ở rất xa mình. Đây rồi. Chạy đi đâu? So, ok và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Play. Oh my god. Oh my god, giật mình. Rồi mình sẽ chạy vào trong nào. Mở cánh cửa ra. Đây là ngôi nhà của Sinh Hia. Đâu mà cứ mở ra là đã gặp Sinh Hia luôn rồi. Ok và mình sẽ phải đi tìm một cái để tháo còng tay ra. Sinh Hia thì đang ở đây. Rồi, ông ta đi rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái tháo còng tay. Một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này không biết chỗ nào. Hình như trong ngôi nhà kia. Oh my god, ông ta vào hẳn bên trong này chứ sợ chứ. Wow 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 wow. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. SCP 6789. Let's go. Xe ô tô của mình thì đang hỏng rồi. Bây giờ chắc là mình phải đi tìm một cái gì đó để sửa xe. Wow, đây là một bình ga, đi sao? Oh my god. Chị hiểu đây rồi, chẳng rồi. Let's go. Khi các bạn ở gần chúng ta thì sóng điện từ sẽ làm nhiễu. Cho nên các bạn đi chạy thật nhanh. Chiếc xe ô tô đang kêu à? Để mình xem có đổ xăng vào chiếc xe này không. Rồi. Và mình phải tìm một cái gì đó để sửa bánh xe. Covid hoặc play. Số cây xăng này có gì không? Không có gì, chạy tiếp thôi. Chỗ này không chạy được. Đó, các bạn đã chạy xung quanh. Ồ, có tiếng chó. Người chết ở đây. Bánh xe.
Cái này phải cầm hai tay cho nên các bạn không thể soi đèn được. Rất là tối luôn. Oh my god. Wow. Oh man. Rồi ok, và mình sẽ sang thực hiện tiếp theo. Cái đó thì mình lắp anh xe vào khá là mình lại chạy được. Lúc đó thì mình sẽ chạy thoát được khỏi nơi này. Chạy thoát khỏi CD Hill. Ok, và bây giờ thì các bạn mình gặp phá thực hiện tiếp theo ra. Siren Grandi Play. Let's go. One day. Không có gì ở chỗ này. Mình sẽ đi vào trong sâu. Let's go. Có thể là bà ta đang lên trên này. Không mở được cái này luôn. Không biết lên trên này có lên được không. Mình sợ tự nhiên này bị lỗi thôi. Tại vì hôm nọ mình chơi thì nó lạ lỗi rồi. Có điều là thấy mình thấy update. Mới update thì nó biết như thế nào. Ở đây vẫn không mở nhá các bạn nhá. Chứng tỏ được game này làm nó chưa chuẩn cho nên nó bị lỗi. Nhìn cái bà xin hiền này nhìn kinh thần. Đó. Và ta không thể bắt mình luôn. Không hiểu sao vậy. Wow, trên này thì không lên được. Lý do. Một miếng thịt. Khi các bạn vứt xuống dưới đất thì các bạn không nhảy lên được. Đó, một cái rất là lạ luôn của tựa game này. Yeah, và tao lên. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.